Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 119: Lão bá tánh hưởng phước. Xã hội ngày nay vì sao loạn đến như vậy? Làm người không biết bổn phận của chính mình, không biết được ta ở trên thế gian này phải nên làm những gì. Xem thấy người khác muốn làm, ta cũng muốn làm, việc này thì khó rồi. Một quốc gia, tổng thống chỉ có một, họ làm, ta cũng muốn làm, họ cũng muốn làm, vậy thì thế nào? Thì đánh nhau, đánh đến sức đầu mẻ trán, cái thế giới này liền loạn. Vào ngày xưa, tổng thống là ai làm vậy? Người làm phước báo rất lớn, họ có phước, có trí tuệ, mọi người chúng ta hưởng phước của họ. Người hiện đại không đọc sách, không tin tưởng lời nói này. Người đọc sách ngày xưa tin tưởng, trong một gia đình, anh em nhiều, luôn là đề cử ra một người lãnh đạo. Người lãnh đạo có trí tuệ, có phước báo, người cả nhà, người cả tộc hưởng phước của họ. Người lãnh đạo một quốc gia có phước, người một quốc gia chúng ta hưởng phước của họ. Người có phước, mọi người phục tùng họ, nghe lời họ, hoan nghênh họ, đây chính là có phước. Người làm lãnh đạo thuộc hạ không nghe lời, không phục tùng họ, vậy thì người đó không có phước. Không có phước thì phải mau đi xuống, không xuống thì tạo tội nghiệp. Hiện tại mọi người đều không xem trọng việc này, cảm thấy anh không thể, tôi thì có thể. Cái việc này không phải là có thể hay không thể, mà là phước báo, đặc biệt là người dẫn đầu. Người dẫn đầu, người xưa nói rất hay, người dẫn đầu không cần phải có năng lực, thuộc hạ bên dưới của họ phải có năng lực. Vì sao vậy? Vì họ là người chấp hành, họ làm việc. Ở trên Phật kinh nói, nhà nho cũng nói, không phải là nói có quyền, mà là có phước, tu phước. Thực tế mà nói, người có phước là người có quyền. Có quyền thì không nhất định có phước. Có phước thì mọi người nghe theo họ, phục tùng họ, đó chính là quyền. Nếu muốn làm người dẫn đầu, cách tu thế nào vậy? Đoạn ác, tu thiện, tích công, bồi đức. Làm một người dẫn đầu, các vị phải nên biết, nhiều đời nhiều kiếp tu tập thiện căn phước đức. Vậy thì làm sao có thể tranh chứ? Họ trong đời quá khứ đã bồi dưỡng sâu dày đến như vậy. Ta không bằng họ, ta làm sao có thể tranh với họ? Ta có trí tuệ, có năng lực, thậm chí đưa ra chủ ý, đưa ra sách lược còn tốt hơn so với họ. Thế nhưng không có người nghe theo ta, đây chính là không có phước báo. Không có phước báo thì làm sao có thể tranh? Không thể tranh. Người ngày trước hiểu rõ cái đạo lý này, họ giữ bổn phận, không tranh. Như vậy xã hội mới chân thật đạt đến an hòa lợi lạc. Ngày trước chọn hiền đã chọn trúng, người được chọn còn chẳng chịu ra làm. Vì sao vậy? Trách nhiệm quá lớn. Đó đều là chân thật có học vấn, có đạo đức, hy sinh phụng hiến, ra làm việc thay cho lão bá tánh. Không giống như hiện tại, mọi người tranh nhau làm. Người ngày trước không muốn làm, người có đầu óc chân thật sáng suốt thì không làm. Không cần phải nói là đi ứng cử, bạn đưa tôi lên làm tổng thống, tôi cũng không làm. Tôi cảm thấy việc này quá khổ, quá ràng buộc. Đi đường phải có người bảo vệ, không thoải mái. Người mà mình không muốn gặp cũng phải ngày ngày bắt tay với họ, quá mệt. Mỗi ngày hội họp mệt chết người. Cái sự việc này không thể làm. An vui nhất chính là làm lão bá tánh. Những người đó là những người tạo phước. Lão bá tánh là người hưởng phước.
phải hiểu rõ cái đạo lý này. A Di Đà Phật. Phật Nam.